Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. 200 tấn chuối được xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Ngành tài chính hành trình 30 năm sáng tạo phát triển. Du lịch Bắc Hà gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sau hơn một tháng tạm dừng xuất khẩu do phía Trung Quốc siết chặt quản lý hàng hóa, bắt đầu từ ngày 29 tháng 8, quả chuối được thông quan trở lại. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai, trong hai ngày 29-30 tháng 8, có khoảng 200 tấn chuối được xuất qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Hiện đang bước vào chính vụ thu hoạch chuối, việc mặt hàng này được xuất khẩu trở lại giúp bà con tại Mường Khương, Bát Sát tìm được đầu ra. Do yêu cầu đảm bảo an toàn dịch bệnh, Trung Quốc yêu cầu chuối được xuất khẩu phải được vận chuyển bằng xe container có máy lạnh. Hiện tỉnh Lào Cai đang tích cực hội đàm với lực lượng chức năng của Trung Quốc nhằm sớm đưa quả thanh long xuất khẩu trở lại. Đồng thời, tỉnh tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu Kim Thành. Những ngày này, vùng chè san cổ thụ của xã Bản Liền, huyện Bắc Hà đang bước vào thời kỳ sai búp. Năm nay, sản phẩm chè san cổ thụ sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ được giá, việc tiêu thụ lại thuận lợi. Chính quyền và người dân nơi đây đang tính toán đến việc trồng rậm lại nhằm nâng cao năng suất, sản lượng các đồi chè san đặc sản nổi tiếng của địa phương. Cuối tháng 8, đầu tháng 9, những đồi chè tuyết san cổ thụ được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ của gia đình chị Vàng Thị Diêm, một trong 300 hộ trồng chè của xã Bản Liền, đang mùa sai búp. Năm nay chè búp tươi có giá bán khá cao, dự ước hết vụ nhà chị Diêm sẽ có trên 50 triệu đồng từ đồi chè. Sản phẩm lại tiêu thụ thuận lợi khiến chị Diêm hết sức hài lòng. Năm ngoái thì rẻ quá chị ạ. Năm ngoái thì được 13.000 là cái nhỏ nhất là được 15 thôi. Đến năm nay thì được. Năm nay thì lại lên giá thì nhỏ là được 17, ai hái gà một tí thì 16. Lúc nào vụ nào đợt nào cũng vẫn gom hết. Nguồn thu nhập khá cao này khiến chị Diêm và những hộ có đồi chè cổ thụ ở Bản Liền tuyệt đối tuân thủ cam kết các quy trình chăm sóc chè sạch. Chăm sóc là chỉ có cuốc với phát thôi, không bón phân cái gì, tự nhiên. Cái thân thì không được chè hữu cơ nữa. Nhưng mà ở đây thì từ nhỏ về cứ chỉ có phát mới cuốc đi thôi, nó không có ai bón phân. Nằm cách thị trấn Bắc Hà 30 km, Bản Liền là vùng đất quần cư của đồng bào dân tộc Tày. Khí hậu mát mẻ quanh năm đã ưu đãi cho địa phương này có được những rừng chè tuyết san cổ thụ nổi tiếng hàng trăm năm tuổi. Hiện chè Bản Liền đã có tên trên bản đồ chè quốc tế, được cấp 3 chứng nhận thẩm định chất lượng từ Hoa Kỳ và EU. Trung bình mỗi năm, người dân Bản Liền xuất bán cho doanh nghiệp và thị trường trong nước khoảng 600 đến 1.000 tấn chè búp tươi, mang về nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Để nâng cao năng suất và sản lượng chè đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc cải tạo lại đồi chè san cổ thụ đã và đang được người dân và chính quyền địa phương tính toán đến. Thứ nhất là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục. Thì đến thời điểm này thì tầm độ khoảng tháng 10 thì bắt đầu có hạt chè. Chúng tôi sẽ vận động tất cả người dân sẽ bắt đầu trồng hạt bằng trồng rậm vào cái đồi chè mà mất khoảnh, diện tích mất khoảnh. Đấy để nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Chính quyền địa phương cũng hy vọng việc cải tạo các đồi chè cổ thụ sẽ sớm thành công để vùng chè tuyết san của Bản Liền thêm nâng cao giá trị, giúp hàng trăm hộ dân ở vùng cao này ngày càng có thu nhập cao từ những đồi chè đặc hữu của địa phương mình. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình 30 năm từ một địa bàn khó khăn nhất của cả nước trở thành tỉnh phát triển trong khu vực như hôm nay, các cơ quan trong ngành tài chính tỉnh Lào Cai đã thực sự nỗ lực sáng tạo trong thực hiện công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách nhà nước, đồng thời tham mưu hàng loạt các cơ chế chính sách lớn cho tỉnh nhằm khơi thông các nguồn lực đảm bảo cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những ngày thu của năm 1991, người Lào Cai hân hoan trong niềm vui tái lập. Với riêng ngành tài chính, khó khăn chồng chất khó khăn, nguồn thu ngân sách nhà nước trong năm đầu tái lập tỉnh là 36 tỷ đồng. Vậy nhưng thế hệ những người làm công tác tài chính khi ấy vẫn nỗ lực, hăng say làm việc, khát khao cống hiến cho sự phát triển vùng đất biên cương. Tái lập tỉnh Lào Cai thì tồn quỹ chỉ có 60 triệu, chỉ đủ tiền lương cho một tháng. Và tiếp đó nữa thì cũng phải tranh thủ cái sự hỗ trợ của Bộ Tài chính cũng như là khai thác cái nguồn thu trên địa bàn. Các cơ quan ở đóng của tỉnh đóng ở 3 địa điểm. Đi
họp đi hành như là đi công tác, cách cự ly đến 20-30 cây số, nhưng mà ai cũng phấn khởi. Đấy, ai cũng rất là nhiệt tình, hăng hái với cái nhiệm vụ của mình, mặc dù là rất khó khăn. Lĩnh vực tài chính có phạm vi rộng, liên quan đến hầu như mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, ngành tài chính đã chủ động trong tham mưu thu chi ngân sách, cân đối nguồn lực tài chính, giúp tỉnh phân bổ hợp lý các nguồn lực đầu tư, đồng thời ban hành hàng loạt các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Ngành tài chính Lào Cai thì luôn đồng hành với tỉnh Lào Cai trong 30 năm tái lập tỉnh, làm tốt cái vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, hạch định nhiều cái cơ chế tài chính quan trọng góp phần vào tăng thu ngân sách và sử dụng hiệu quả các cái nguồn chi ngân sách của địa phương, cũng như là các cái nguồn chi đặc thù, đồng hành và khát vọng để xây dựng một cái Lào Cai phát triển. 10 năm trở lại đây, với việc hàng loạt các dự án công nghiệp lớn đi vào vận hành, lĩnh vực du lịch và thương mại, xuất nhập khẩu cũng bước vào giai đoạn phát triển bứt phá. Ngành tài chính đã chủ động tham mưu hiệu quả cho tỉnh hàng loạt các giải pháp lớn để khơi dậy và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trong suốt 30 năm vừa qua, thì ngành tài chính luôn bám sát vào các cái chỉ đạo của Bộ Tài chính, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương để tổ chức triển khai tốt các cái nghị quyết, các cái mục tiêu của tỉnh Lào Cai, tìm ra được những cái cách làm mới, sáng tạo và huy động được cái nguồn lực nội tại của tỉnh. Trong định hướng phát triển tương lai, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Năm 2030 trở thành tỉnh khá và đến năm 2045, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, thì Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của đất nước. Mục tiêu to lớn ấy đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần đổi mới sáng tạo của tất cả các cấp, các ngành. Trong đó, ngành tài chính sẽ nắm giữ trọng trách ổn định và đảm bảo nguồn lực của ngân sách phục vụ cho nhu cầu phát triển của Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Vì thế mà gần dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày của năm nay, các homestay ở Bắc Hà gần như không có khách đặt. Trước khó khăn này, nhiều hộ kinh doanh và phục vụ du lịch đã chủ động kế hoạch chuẩn bị đón bắt đầu những thời cơ mới khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời điểm không có dịch bệnh, nghề nấu rượu truyền thống của nông dân bản phố được xem là một trong những hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị. Vậy nhưng hiện tại, bà con nấu rượu nhưng chỉ để ủ. Những hầm rượu như thế này đã được xây dựng lên để làm nơi cất trữ sản phẩm. Rượu được ủ trong hầm có nhiệt độ lạnh giúp sản phẩm đạt chất lượng cao hơn, với mong muốn khi du khách trở lại địa phương, bà con sẽ có sản phẩm để bán. Rượu này được nấu với men hồng mi, bà con nấu từ đời ông bà đến giờ vẫn như thế. Trước có khách du lịch, họ mua nhiều lắm, giờ có Covid không có khách, nhưng vẫn nấu, cất vào đây, ít nữa bán, mong là hết dịch bệnh thôi. Chỉ ít ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Trước đây, homestay của gia đình chị Ma Thị Dí ở xã Bản Phố khách đặt kín chỗ, nhưng nay thì hoàn toàn khác. Không có khách, chị tập trung cho việc chỉnh trang cơ sở lưu trú. Trước mắt, việc nuôi lợn và trồng cây ăn quả được xem là cách làm hiệu quả, bởi đây sẽ là một trong những sản phẩm phục vụ du khách khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong thời gian tới thì gia đình tôi cũng có dự định là trồng thêm các loại rau, như rau cải xoăn này, bắp cải, giúp cho gia đình có thêm ít thu nhập, chủ động để tìm mọi biện pháp để ứng phó với dịch bệnh trong những thời gian khó khăn này. Chỉ đạo các cái hộ gia đình là tranh thủ chỉnh trang nhà cửa, rồi là cải tạo lại vườn tạc và sưu tầm lại những cái gì mà liên quan đến cộng đồng của bản sắc người Mông ở trên địa bàn xã là chưa đầy đủ, thì sưu tầm đầy đủ hơn để chỉnh trang làm sao cho nó đảm bảo hơn, về thứ nhất là về vấn đề chỗ nghỉ, thứ hai nữa là về chỗ tham quan, để làm sao phục vụ tốt nhất khi mà hậu Covid đã kết thúc thì là tiếp tục phục vụ cho du khách đến với lại địa bàn xã. Huyện Bắc Hà hiện có trên 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay. Ngoài sự chủ động vượt khó của chủ các cơ sở, thì cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung tuyên truyền, tìm kiếm nguồn đầu tư, thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh. Huyện cũng sẽ có cái định hướng, thứ nhất là phát triển bản phố trở thành một cái điểm du lịch đặc sắc của huyện Bắc Hà, với
cái nền, cái cốt đó là cái văn hóa đặc sắc của người Mông, quy hoạch toàn bộ các cái diện tích khu vực trung tâm gắn với đô thị sinh thái và gắn với cái du lịch, nhất là du lịch đặc sắc của đồng bào người Mông. Sự linh hoạt, chủ động vượt khó của người làm du lịch và những định hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương như tại Bắc Hà là hết sức cần thiết, giúp sẵn sàng các điều kiện để đón bắt cơ hội ngay khi du lịch phục hồi sau đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.